to breathe, but that's alright. Đúng là trẻ con mà. Sao chị có thể quen được người trẻ trâu như vậy cô Trâu? Cũng không có gì nhiều, chỉ dựa vào hai từ anh ấy nói thôi. Chị ơi, viết tên ai lên giấy có thể sống mà không cần ăn, chỉ cần thấy người ta hàng ngày. Yes. You love me? Yes, I love you. You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes, only you. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Đấy, nước em vị gì không? Uống thử miếng nha. Ngon á. Anh để qua lúc khác cho chị mời. Em đi lấy với Vành nha. Mày muốn thử không? Hả? Không có che người ta hả? Sao nắng kìa. Hết nắng hen, chị hết nắng liền hen. Che nè. Ngu quá không biết. Giáp cân. Hả? Did I really just forget that melody? What up? Wipe it down, wipe. Bend over, make sure that it's all right. Make you feel like you're changing. Make sure I'm telling you about your secret with you. Don't I'm just long day, cùng nhau chào xuân bên bên ta. Tết đầu tay, xuân năm nay vui hơn năm qua. Phúc lộc tài tới mỗi mọi nhà. Tay trong tay ai mãi bên vui ta. Phúc lộc tay lại hết sâm tay. Sao nhìn tụi bay hạnh phúc quá vậy? Tôi thì... Để có được hạnh phúc như hai đứa tôi ấy, phải biết đầu tư Bitcoin trên miền Metano nè. Sau đó bán ra thu được rất là nhiều lợi nhuận luôn đó. Tôi thì về đó. Tôi đi nha. Về về đi. Đang chỉ lấy lúc này chụp hình em một cái đẹp mà sao rồi về em chê xấu là sao, rồi chê mắc anh là sao? Em biết đã làm sao được các bạn. Đẹp không? Đầu tiên em lên app to, sau đó là gõ này Easy Retouch. Rồi em tải cái app này về, sau đó vào app và nhấn tùy chọn hình ảnh. Và em chọn một tấm hình mà em muốn chỉnh sửa. Ở đây thì sẽ có một cái thanh ngang để tùy chỉnh độ to nhỏ. Sau đó thì em chỉ cần tô cái phần mà em muốn xóa đi thôi. Và sau khi xóa xong thì những cái thứ linh tinh nó đã biến mất. Em chỉ cần lưu ảnh về là xong.